chứ đóng đắp đấy. Anh làm luôn đi. Thôi thì không làm được. Đầu tiên tao thì cũng biết là chỗ nào có học bên gì thì các bạn học không thì đâu chúng ta chúng ta phải vậy chưa được nhé bốn qua làm thảo mày đi ha đi ha cho đi. Anh có con này là cô này có con này. Cô có con lớn chưa? Cô có thắc mắc cứ về hỏi đứa lớn thì cô ấy. Nó là nó sao nó quay cái này nó bảo nó lên mạng YouTube là
Năm ngoái bọn em quay về gỗ, ông Trọng, ông Tùng. Ông Tùng ở bên xã này. Em quay hết rồi. Cho tải video, tải video thì nó khác. Bố em không quen đâu. Nếu hỏi là được, bố mày chắc không quen. Bố em không hỏi gì đấy. Cái nhà sắp hoàn thiện đấy. Bắt đầu đi đắp vẽ cái nhà nghệ thuật trước. Cô Hoa Văn đi. Cũng ở gần đây luôn đấy. Cái nhà hỏi bố đây. Bố bộ là có cái nhà nào mà nó hoàn thiện. Đi đến cái nhà mà bố em bây giờ nó đang nằm thì nó có cái cây dừa, dừa dừa, cái từ đấy vào thì đi nhà nó vào khoảng
300 mét. Thì ổng có một cái vườn nên cây trắng. Cây nhà bên đây là cây trắng. Có một cái giờ đầu tiên ở cực thái đến bằng cái giờ thứ hai chí kéo vẽ này đi theo nhưng mà chưa có cái quả chụp anh đây có mấy chỉ có mấy ngày thôi trang trí có mấy ngày thôi mình không gặp cái lúc đấy thì tay cũng phải ra rồi tay kia ra cũng như vậy cũng vậy. Hai ông bà vừa quê vừa bố em mới nghỉ công ty mấy năm trước em ở trên Hưng Yên trước là Hưng Yên em ở nhà đi buôn làm vườn nhà em vườn làm được quê em ở đấy làm vườn được quê đây này bố đó là mẹ đẻ ra chứ bố đó là con nhà lớn đấy là bố là người bên này. Ừ. Em thấy ở đây lâu năm rồi cũng nghĩ là quê mình không rõ không ạ. Bố nói là trước kia là lấy vợ ở Đồng Lộc đấy, trước kia lấy vợ ở mình những giáo viên những nhà học sinh thủ diện giỏi giáo viên cấp 2